Ai Chị ma? ơi, Lấy cái hộp đen mà chị bỏ mấy cái đồ nó vô chị với. hộp đen gì đây đó, cái hộp đen gì đựng được cái điểm á. bỏ cái gì? À, toner, bình một tí với cái bình vô giùm chị chứ. Hộp đen nó để ở đâu đó? Bật đèn với cái đèn của mình đó, cái đèn là có cái túi xách màu đen vậy đó. Chuyện có dính gì vô không nhờ thằng khí quyên ra cho mình đi mấy đời Ê, gì rồi tôi không có nhắc nghe, tự nhiên nhà tự nhớ ra. Ui, Đúng đi đó. không nói đang còn nhớ. Ta nhớ, Ly nhớ, các con Ly nhớ. Tự nhiên mất mới chứ Quyên kêu làm gì cho ngồi đây đợi ông. Mi kệ hả? Mi kệ bả. Im Đó là một câu nè. chuyện rất lâu. Lâu lắm rồi, kể rồi lắm rồi. Mấy cái hôm Quyên với anh Viên ngủ ở nhà ngoài xong rồi mai Quyên kệ. Xong tự nhiên bây giờ mới sực nhớ ở đầu nãy số rồi mới nhớ về quá khứ. Thôi, bây giờ tao cái mắt không nghe. Bây giờ tao cái đi khó chịu ta lắm. Thế đừng có tô ra, tao không nhớ. Không đừng có tô là tao không đi kể rồi. À, im im. Tu nữa tao nói nhiều quá, không chọn một đồ giữa mắt này. Chọn mặt tao cũng chọn đen rồi, kêu mày im mà không muốn bỏ giờ. Đúng. Nó tưởng nó giỡn mà nặng ra thiệt. À. Ừ. Nguyên vẹn kể liền biết bao nhiêu chuyện Tao còn mà. nửa cái đốt tay luôn. Im. Cũng khó này. Đừng có nói nữa. Rồi Nguyên về Nguyên kể liền. Phải sáng như Ly đó là lần đầu tiên trong đời luôn Nói cái chi cái đít à? Không, nằm một nách á. Cái đít từ từ cũng khám phá sau rồi. Cũng sẽ có tiền bật lon sau. Thôi mà được chờ đi. Đưa cái đít liền đây, ngồi làm gì. Ý, cái thằng Win mình giống giống Vũ ghê bà nghe, giống cái kiểu giống 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 kiểu Vũ ghê, kiểu cũng hề hề vui vui đừng khen như vui Vũ. tính gì cô đắt tại vì hành hạ cũng không được khen vui tính gì cô hạnh phúc nha Im nè, một con chim gớm sợ là nặng đó chứ. Kèm bứng ra chứ không không ra là khó chịu. À, bánh tráng gì á? Bánh Bánh tráng tráng bánh bớt thấy rồi mà tê đồ mờ mờ chứ trời. Chỗ đó ăn đi, ăn đợi trong đó đợi đi. Lại 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 tăng cho. Bánh tráng Nguyễn Hòa hơi bị đỉnh đó nghe. Hình như hết rồi á. Bàn đó, hộp mấy bàn á. Cái gì? Bánh tráng. Đó rồi, đi đi thấy rồi. Rồi, chúc mừng. À, thấy bỏ rồi. Nhiều đó, em bị điên hả nè. Chị đã dặn kêu mua tím mấy cây kia mà đây em bỏ cả đống nữa. Hạnh phúc tươi. Gì đó? Hạnh phúc của bà ấy. Xí cho tôi đi, bà đi với tôi không? Cái mẹ nặng mụn xong đổi giới tính luôn rồi đi. Im. Trời trời, cười quá nè. Gì mạnh mẽ nhưng mà yếu đuối bên trong đó. Đừng có dùng kim mà còn chọc riêng bể bóng. Im đi ơi. Dùng kim mà không chọc riêng bể bóng được hả? Riêng là yêu màu hồng mà ghét sự giả dối đó hả? Thì màu tím, ai không thầm thích đặt xe dưới mưa. Má tự xử đó. Đến sao được mà. Mày 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 à? Sườn làm gì đã xong đâu mà đi. Còn 6 phút nữa, kêu mọi người đợi được không? Không lên chạy xe. Đợi 6 phút nữa. Nói sao? Xíu cho đi vui. Đi ô tô đi. Xong. Cả nhà chứng kiến. Im im im.
Hồi im âm nhận ngứa cạt mà cũng không có chạy khoan chứ. Tạo viên ghê. Thật đơn chưa đi con rồi. Mới lục có thể mua về. Mua cái mạng đó. Mấy gì? 45.000. Con mua ăn mấy bữa đủ lại xong rồi sẽ bắt lại. Không, phải ăn đứa. Bỏ nhiều ghế nữa nè, bỏ nhiều ghế nữa nè. Tiền mà có Vaseline nữa mà lắm. Vậy bấu chi, mấy bấu chi? Bấu cái mỏ. Ở cái không bị nứt á. Giờ đánh răng chi? Đừng có cái này đừng nè. 8 tiếng rồi, mua cái gói chi mửa mà lo mua cái gì ta? Không, cái đứa gói nó không được, cái gói nó là vết thương kia. Ừ, bác rồi chứ là mũi đó. Không không, bác đi tự nhiên đó, bác đi một mặt tự nhiên. Có tìm sẽ có cầm thôi. Tự khai luôn nghĩ gì chờ bằng tôi bà gôi nó mà thấy họ có xíu xíu mặt bà gôi mình già không tôi tìm xíu cái cầm nếu có xíu xíu đó cái mặt bà đi học phụ huynh cho họ được rồi bà đừng thấy mà còn sắc lại ủa cái đời cũng sắc lại dạy đầm chắc bà không sắc lại không chạy đầu mà được á ừ anh đi ăn chữ quá họ biết chứ mà có cái này bị đánh chờ của mày cũng kệ hôm qua của mày giờ mà học sách người khác rồi bà cũng mình giờ luôn hôm qua của mày im im nè cũng lay phòng có rượu mà mình cá viên chiên nước mắm không không nặng im 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 chị qua xí gì cái mặt của anh mê này đù ta đi với nó quyên nha ủa không phải ý kiến của tôi luôn á không chị qua xí nè được không như chị Ly nói làm chi không có thế chị nói đi đừng kêu quyên kể không kể đừng biết nó không có mụn cái là vô tình trong tiềm thức là tổ tiên nó đã luôn thế bữa sau nhậu bên kia mặt nó cũng thiệt người ta mặt cũng đau rồi nhưng mà nó nhen khớm đau chứ đau nhưng mà không đau ghê đâu nhưng mà kiểu như nó không có ra được nhiều á kiểu đi rất là nhiều luôn nên lên Facebook là clip của mình nó của ai mà đứng dậy đâu có biết là cái ôi gì trời ơi, khuôn mặt nhìn đây đây mà vô cái này trời ơi, trời ơi, mặt của ta nó thiệt luôn cái mặt ở ngoài, mặt cái trang cũng trắng như thế này, trời ơi nhìn thấy mặt của mình nó hồng nó mới được bà đi chơi ra, đang thay mặt xong đá xài đâu có gì để chơi Instagram gì mấy cái tải chị chị mới lên in á chị rung ghê đó đi quên trinh trinh đau đó bà lo giữa thằng nín có mấy cái cục chi mà im nghe mấy phút rồi cà lấy 9 phút mà nó bị lây mới đang cà lấy đưa ra đó nín thôi mình có định vị được cái miệng gì mình có định vị được cái miệng gì mình có định vị được sợ chúng ta thì nghĩ đến câu đúng mình sách chứ à dễ sợ lỗ quen đi nhầm quen với cháu rồi gì làm biết lỗ bạn nhau bỡ mới lười được mấy anh đó mấy anh chồng mặt đã xe đi đâu kìa bị điên rồi lỗ gì luôn mặt ta ra đường đập cho tay lái rủi đi luôn á. Tôi tạo chết trời. Ao tứ. Ai cũng phải ngã một lần đời. Nó chở Ferrari ra, nó chở con mà con đi. Ferrari là xe chỉ huy. Hả? Ferrari á. Ủa mọi người bị gì vậy? Chị Ly cứ nghe thôi, nghe là một chuyện thôi. Nghe cho vui thôi. Nghe cho vui tai thiệt luôn á. Ừ, chắc hết rồi đó. Hết cái đó mà lo luôn. Thôi ráng ráng cái nữa thôi. Có hả? Ừ. Chị Ly chết chưa? Chị chết rồi đó.